Ngày 1 tháng 7, đại diện đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, đội 6, phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông C08, Bộ Công an cho biết, đã lập biên bản đối với nữ tài xế Y, 32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai, vì chạy ô tô ngược chiều trên cao tốc. Theo quy định, hành vi này bị phạt tiền từ 16 đến 18 triệu đồng. Với lỗi này, nữ tài xế cũng bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe thời gian từ 5 đến 7 tháng. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 10 tháng 6, chị Y cầm lái xe bán tải biển số thành phố Hồ Chí Minh chạy ngược chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm, đoạn từ nút giao Ma Lâm km 30 đến đoạn km 29 500 thuộc huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Hành vi của chị Y bị camera hành trình xe khác ghi lại. Ngay sau đó, trên mạng xã hội xuất hiện video kèm bài viết có tựa đề "Thêm một xe bán tải chạy ngược chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm". Đoạn video dài chưa đầy một phút do camera hành trình ghi lại cho thấy ô tô bán tải màu đen chạy ngược chiều trên cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Khi thấy xe chạy đúng chiều thì đá đèn báo hiệu. Lực lượng cảnh sát giao thông sau đó tiếp nhận sự việc và tiến hành xác minh, mời nữ tài xế lên trụ sở làm việc, xử lý.